Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mùa hè nóng nực đã đến rồi và hôm nay mình sẽ làm một món sinh tố mà vừa tốt cho da, lại giải nhiệt và các bạn có thể còn giảm cân được nữa. Đó là món sinh tố dứa. Sau đây chúng mình cùng làm nhé. Liệu để làm món này thì gồm có một mẩu gừng, một thìa mật ong, một quả dứa to, một hộp sữa chua và một túi sữa tươi các bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ thái dứa ra. Các bạn nên bỏ cái loại dứa ra nhá, bởi vì cái loại dứa này là cái mà để làm rắt lưỡi nhất trong quả dứa các bạn ạ. Sau khi thái dứa xong, các bạn nên chọn hai miếng dứa nào đẹp đẹp để mình trang trí vào cái cốc sinh tố của mình nha. Đây, như vậy là mình đã có hai miếng dứa để trang trí cốc rồi. Đó là mẩu gừng các bạn ạ. Mình sẽ cạo bớt cái phần vỏ đi cho nó đấy, đỡ sạm. Các bạn nên dùng vài lát gừng để cho vào sinh tố dứa. Tớ dùng vài lát thôi, không dùng hết, không sợ nóng. Bây giờ mình sẽ cho dứa vào máy xay, rồi với gừng kết hợp với nhau các bạn ạ. Đây, màu gừng lúc nãy mình đã xay vào đây rồi. Với hai cái này gần đồng màu với nhau nên các bạn sẽ khó nhìn. Đây là mật ong mình sẽ đổ vào. Hôm nay mình dùng hoàn toàn sữa chua có đường và sữa tươi có đường, bởi vì các bạn nhỏ nhà mình rất thích ăn ngọt các bạn ạ. Nếu các bạn nào mà không thích ăn ngọt, các bạn hoàn toàn có thể dùng hai loại này không có đường nha. Rồi, xong rồi bây giờ mình sẽ cho lên xay thôi. Các bạn ơi, sau khi xay xong như này rồi, mình sẽ cho vào sinh tố dứa này 3-4 viên đá nha. Mình sẽ cho vào đây 4 viên vì mùa hè ăn đá cho nó mát, kết hợp với cả sinh tố thì rất là ngon. Các bạn có thể cho nhiều viên đá hơn nhá. Vậy là sinh tố của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra cốc. Vậy là xong rồi các bạn ạ. Xin mời các bạn, đây là thành phẩm của mình vừa mới xay sinh tố dứa xong. Bây giờ mình sẽ ăn nhé. Có lẽ mình sẽ bỏ cái miếng dứa này ra ăn cho nó dễ các bạn ạ. Còn cái phần này mình để trang trí cốc cho nó đẹp. Các bạn ơi, rất là thơm này. Thơm mùi dứa, thơm vào mùi gừng nữa, kết hợp với cả đá sữa làm cho một cốc sinh tố của mình rất là tuyệt. Nhưng nếu có lẽ các bạn nếu không thích ăn cay cay của gừng thì các bạn sẽ chỉ cho 1 đến 2 lát thôi, hoặc là các bạn có thể không cho cũng được. Nhưng mình thích ăn mùi của gừng tạo cho nó cái cốc sinh tố này của mình thơm hơn thì mình sẽ cho lát gừng như vậy. Rất là ngon các bạn ạ. Xin mời các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.